cao 1m85, rộng 3m. Đi trên chiều kia 1m rưỡi. Mày cho anh Dũng làm là hợp đấy, anh béo gà nó khỏe. Gà này sợ không kén ăn nữa rồi. Chị gà sợ phàm quá. Nó còn cắt đi kìa kìa. Vậy để nó đục mái. Nhưng người tiếng ngắt không thở được nữa thì nó lại đem nó chôn, con nào mà nó kiếm được rồi nó chôn. Con gà mái thì con được. Nó kiếm được, nó mua cái khác thì nó ăn thôi. Anh nghe đây mà. Mỗi trận nó nhặt ra nó mấy chục, nó bao nhiêu rồi. Đó, em ạ. Để cá chôn đấy. Anh đang ở trong không gian. Được lắm, mấy chục cơ mà. Chơi bỏ nó bỏ nó chơi nó được 50 mấy chục. Rồi. Chơi bỏ 5 triệu nó được 50 mà. Đừng nói như nó cứ cầm. Tầm 4 đầu 4 rưỡi nó về nó lấy. Tôi cứ bỏ 5 triệu tôi nhặt từ này 5 triệu. À ôi.